Pipa Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Nếu như các bé đã từng thấy một Superman thì ngày hôm nay chị Bí Đỏ sẽ cho các bé thấy được Elsa làm Super như thế nào nhé. Super Elsa. Rồi bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn trang phục cho Elsa nhé. Ở đây có rất là nhiều kiểu này các bé. Wow. Đây. Và nhiều màu khác nhau nữa. Riêng chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu bộ đồ này cho Elsa nha. Và tiếp theo thì chị Bí Đỏ sẽ chọn cho Elsa một đôi giày. Đây có rất là nhiều kiểu giày và nhiều màu luôn. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn một đôi giày màu như thế này để phù hợp với chiếc áo mà Elsa đang mặc nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn khăn choàng cho Elsa nào. Có rất là nhiều kiểu và nhiều màu khăn tròn khác nhau chúng ta có thể lựa chọn nhé. Riêng chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu áo choàng như thế này để phù hợp với màu của đôi giày. Và kế tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn đây là găng tay. Có rất là nhiều màu găng tay cho chúng ta lựa chọn. Các bé có để ý là màu sắc như thế này thì trùng với giống như màu của bộ đồ mà Elsa đang mặc phải không nè. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vũ khí cho Elsa. Có rất là nhiều loại vũ khí luôn. Đây là cây gì các bé biết không? Đây là cây đinh ba. Đây là một thanh gươm nè. Riêng chị Bí Đỏ sẽ chọn thanh gươm như thế này nhé. Và chúng ta có thể chọn thêm một chiếc kính cho công chúa Elsa luôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem nào. Đây là Super Elsa của chúng ta nè các bé ơi. Các bé có thấy Elsa giống như là một siêu nhân thật là mạnh mẽ phải không nào? Và các bé có thích tạo hình này của Elsa không? Hãy comment cho chị Bí Đỏ biết nha. Các bé ơi, các bé đã tham gia vào gia đình của chị Bí Đỏ chưa nào? Bạn Moon đã tham gia vào gia đình của chị Bí Đỏ rồi đó. Các bé cũng hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới để tham gia vào gia đình chị Bí Đỏ nha. Còn bây giờ thì chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.